Trong clip này, Thành sẽ giới thiệu với anh em những cục pin hệ 18V của Makita để cho anh em phân biệt cũng như là dễ dàng chọn lựa cho mình cái mức dung lượng phù hợp nhé. Nhưng trước tiên, Thành xin thông báo một cái tin rất là vui, đó là Makita và Bosch đều đã tăng cái thời gian bảo hành cho những cái máy công cụ dụng cụ Power Tool của mình lên 12 tháng. Chi tiết như thế nào thì tí xíu nữa Thành sẽ nói rõ hơn nhé. Bữa giờ thì chắc anh em cũng biết là Makita thì bảo hành 6 tháng thôi, còn Bosch thì có hai mức bảo hành. Những cái máy thông thường thì bảo hành 6 tháng, còn máy mà heavy duty thì bảo hành 1 năm. Tuy nhiên là bữa nay thì thay đổi rồi nha anh em. Makita sẽ chuyển lên bảo hành 12 tháng hết cho toàn bộ máy móc của mình. Còn Bosch thì cái dòng mà màu xanh dương á, tức là cái dòng Power Tool là sẽ bảo hành 12 tháng hết. Máy khoan, máy mài, máy cắt đồ kiểu vậy đó. Riêng cái dòng MT, tức là dòng công cụ đo khoảng cách rồi máy cân mực này kia thì sẽ vẫn là bảo hành 6 tháng. Cũng như là cái dòng màu xanh lá cây sử dụng gia đình ngoài trời sân vườn, ví dụ như là máy xịt rửa hay là máy cắt cành, những cái mà màu xanh lá cây của Bosch á thì vẫn bảo hành 6 tháng nha. Đây là một tin rất là vui cho người dùng giống như chúng ta, bởi vì bây giờ thì thời hạn bảo hành nó đã tăng lên và cái sức cạnh tranh của Makita và Bosch cũng đã được tăng lên rất nhiều rồi ha anh em ha. Còn bây giờ Thành sẽ nói về hệ pin 18V của Makita để anh em hiểu thêm ha. 18V của Makita thì nó sẽ gồm có hai dòng. Thứ nhất là dòng B, là cái dòng mà bình thường anh em thấy nó màu đen như thế này nè. Đó. Thứ hai là dòng G, là cái dòng mà anh em thấy nó sẽ có cái viền màu trắng ở bên trên nè. Nó không phải là đen hết như là bên dòng B. Thì dòng G này nó khá là rẻ tiền. Và cái công nghệ ở bên trong thì nó cũng sẽ kém hơn. Rồi dung lượng của nó, cái độ lâu khi mà sử dụng á, thì nó cũng ít hơn so với cái dòng B. Dòng B thì cell pin này xịn hơn, mạch nó xịn hơn, nó có nhiều tính năng bảo vệ đồ này kia hơn ha anh em. Dòng G này nó khá là ít thân máy. Nó sẽ gồm có một vài những cái máy cơ bản thôi. Đây, Thành để lại cho anh em coi ha. Dòng G thì hiện tại chúng ta sẽ có hai mức dung lượng để anh em lựa chọn, đó là 2 chấm và 1.5 ampere. Khá là ít sự lựa chọn thôi. Muốn tiết kiệm chi phí thì chúng ta có thể sử dụng dòng G này ok. Quay trở lại với dòng B thì nó sẽ có tới 6 mức dung lượng để chúng ta lựa chọn ha. 1.5, 2, 3, 4, 5 và 6 ampere. Để anh em có thể thoải mái lựa chọn tùy vào công việc của chúng ta. Nếu chúng ta là người dùng chuyên nghiệp thì Thành nghĩ là sẽ sử dụng cái dòng B này đi. Cho nó bền cũng như là cái hệ sinh thái rất là đa dạng. Về kích thước thì như thế nào? Ngay bây giờ Thành sẽ mở những cục pin này ra cho anh em coi. Ví dụ là cục 2 chấm nè. Cục 1.5 thì Thành không có sẵn ở đây nhưng mà kích thước nó cũng tương đương với cục 2 chấm. Nó sẽ gồm có một hàng pin ở dưới ha. Những cái cục pin này thì ở bên trong cell của nó đều là cell 18650 thôi. Đây là 3 chấm nè. Nó bự hơn tí xíu. 3 chấm và 5 chấm thực ra là cũng là bự bằng nhau luôn á anh em. Nó đều là hai hàng pin ở trong. Là pin 5S2P đó. Còn đây nè, pin 4 chấm nè. Pin 4 chấm này cũng tương đương luôn. Kích thước cũng ngang với lại pin 3 chấm luôn. Cũng hai hàng cell. Còn đây là pin 6 chấm nè. À, nó cũng bằng với lại pin 3.4 chấm và 5 chấm luôn. Rất là hay ha, gọn ghê luôn. Như vậy thì cái cấu trúc nó đều là như nhau hết. Nhưng mà cái cell pin ở bên trong á, thì dung lượng nó khác ha. Thành nghi là bên 6 chấm này thì sử dụng cell pin là khoảng 3.000 mAh. Còn ví dụ như bên 3 chấm này á, thì là sử dụng pin 1.500 mAh. Anh em cứ chia đôi ra là anh em sẽ có được cái dung lượng của nó. Dòng pin B thì ngoại trừ cái viên 1.5 ampere ra thì viên nào nó cũng sẽ có cái nút để mà chúng ta bấm hiển thị dung lượng ở đằng sau này ha anh em. Chúng ta sẽ theo dõi dung lượng pin rất là tiện. Còn pin G thì không có nha. Và tất nhiên pin B và pin G thì không có sử dụng tráo đổi cho nhau được ha anh em. Cái chân pin nó khác nha. Nên là khi anh em lắp vô thì anh em sẽ không có lắp chung được. Anh em khi mà mua sắm thì chúng ta phải lưu ý về cái hệ pin như vậy nha. Mức giá thì Thành sẽ để ở bảng này để mà anh em hình dung ha. Giá pin Makita thì không phải rẻ nha anh em. Cục 1.5 thì cũng là khoảng 1.2 triệu nè. 2 chấm là 1.3 triệu mấy chục. 5 chấm là 2.2 triệu và 6 chấm là khoảng 2.6 triệu. Như thường lệ, mức giá mà Thành báo này là mức giá ở thời điểm hiện tại khi mà Thành làm video.
Còn trong tương lai thì mức giá nó sẽ thay đổi nha anh em. Nó phụ thuộc nhiều yếu tố như là lạm phát, rồi giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu này kia, vân vân và vân vân. Cho nên là trong tương lai nếu mà giá nó khác cái giá thành báo thì anh em cũng hiểu ha. Và kênh đầu tư dùng thì bán hết tất cả các loại máy móc của Makita, tất cả các loại pin sạc này kia. Nếu như anh em cần thì cứ vô kênh đầu tư dùng mua nhé. Cảm ơn anh em đã xem đến đây và anh em đừng quên cho một like cũng như là bấm vào nút đăng ký nếu anh em chưa đăng ký kênh đầu tư dùng để không bỏ qua bất kỳ video hay là một điều hời nào trong tương lai nhé. Thành cũng có chơi TikTok nữa, anh em cũng bấm follow trên TikTok để mà chúng ta xem những clip vui vui với nó ha. Nếu anh em có nhu cầu mua sắm máy móc, công cụ, phụ kiện thì anh em có thể là mua trực tiếp trên website kênh đầu tư dùng.vn hoặc anh em gọi vào hotline này để được các bạn tư vấn thêm. Anh em cũng có thể chat Zalo với kênh đầu tư dùng bằng cách là anh em vào Zalo này, search kênh đầu tư dùng official, sau đó thì nhấn quan tâm và chat với nhân viên bên Thành nhé, hoặc là chat qua fanpage Facebook cũng được luôn. Còn nếu anh em muốn tới cửa hàng để sờ tận tay thì anh em có thể coi cái khúc cuối video, Thành có để một loạt những cái địa chỉ chi nhánh của kênh đầu tư dùng ha. Nhưng mà trước khi tới thì anh em hãy nhớ gọi để mà chắc chắn là có hàng cho anh em coi ha. Bởi vì là mấy chục tới cả trăm ngàn loại sản phẩm khác nhau cho nên là không phải cái nào cũng sẵn hàng ha. Một lần nữa cảm ơn em đã luôn ủng hộ kênh đầu tư dùng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.